Cảm giác hôm nay trời nóng thế nhỉ? Nóng thật. Trời nãy về tầm 30 độ chứ ít à? Mà cái thằng này sáng mà chưa ăn gì sao mày quạt yếu đấy? Còn mạnh lên sao nào? Sáng nào cũng dậy độ sớm để đón đại ca đi học. Đã kịp ăn cái gì đâu. Mà dạo này em thấy đại ca hơi bị hiền nhá. Làm bọn em cũng buồn bực hết cả chân tay. Đúng rồi đấy đại ca. Mình kiếm thằng nào để anh em mình giải trí đi. Không học sinh trong trường nó bảo anh em mình hiền. Chúng mày chả biết cái gì cả. Muốn giải trí thì cũng phải chờ thời cơ chứ. Chứ không phải lúc nào bắt nạt được nó đâu. Đại ca, thằng Dưỡng lớp 12A kìa. Nó cũng cũng kìa. Hay đây rồi. Có trò hay cho chúng mày xem đi rồi. Thằng kia. Dạ, em đây ạ. Mày đi vào đây. Dạ. Mày có phải thằng Dưỡng không? Đúng rồi, em là Dưỡng ạ. Ai cho mày nói vào mày lên tiếng? Anh em, quất rồi. Ôi anh em ơi. Ôi. Mất em rồi. Anh xin lỗi nhá. Thôi đi về anh trước. Cô giáo. Có sao không? Đau một tí thôi. Tao là học sinh cá biệt, nhưng mà là học sinh cá biệt tốt. Lần sau mày phải biết cách ứng xử nhá. Cá biệt tốt á? Giữ gìn sức khỏe nhá, tao đi. Cố gắng. Sao mày oài thế nhỉ? Thế sáng nay mày ăn gì chưa? Em ăn loa rồi. Thế thì quạt mạnh lên. Em vặn hết công suất rồi đấy đại ca. Sao hôm nay trời nóng thế là thế nào? Hôm nay trời nắng lắm thật. Thế đúng rồi. Mặt trời chiếu thẳng mặt này chả nắng. Thôi, thế anh em mình kiếm chỗ nào mát ngồi đi, chỗ này nắng lắm. Này nói đúng rồi đấy. Anh em mình khả năng tìm chỗ nào mát mát ngồi. Ngồi đây. Chỗ này mãi không chịu được, thôi đi. Không được rồi, hôm nay mình không đi chỗ này nữa. Chẳng may gặp mấy thằng lưu manh hôm qua nó đánh cho mình thì khổ. Thôi đi lối lối khác vậy. Thằng này mày tìm được cái gốc cây này cũng mát đấy nhỉ. Nhưng mà tao ngửi thấy có cái mùi gì thôi thối quanh đây. Mày thử xem cái mùi gì nào. Mùi quá. Đại ca ơi, chân đại ca có gì kìa. Ý dồi. Mới sáng ra đã điện thế. Thằng này mày không biết tìm chỗ à? Đại ca, thằng Dưỡng kìa. Hôm nay sao nó đi đường này? Lại thằng Dưỡng à? Mày tưởng mày đi đường này mà mày thoát à? Thằng kia, mày đi vào đây. Mày có phải thằng Dưỡng không? Ồ. Thằng này, mày khinh anh em tao à? Hỏi mà không trả lời à? Anh em, xúc! Cô giáo. Mày có sao không? Tao là học sinh cá biệt, nhưng là học sinh cá biệt tốt. Lần sau phải biết cách ứng xử nữa, hỏi không nói nhá. Thôi giữ gìn sức khỏe nhá, tao đi đây. Đại ca ơi, mấy hôm nay em như khỏe hẳn ra, được bắt nạt mấy thằng trong trường. Sướng lắm anh ạ. Đấy, mày là em anh, mày có thấy sướng không? Ô, đại ca, sướng tấm kìa. Thằng kia, mày đi vào đây. Dạ, thế hôm qua em nói cũng bị đánh, mà không nói cũng bị đánh thì bây giờ em phải làm nào? Thằng này, hôm nay mày ăn gì mày nói nhiều nhỉ? Nói nhiều ấy ạ. Anh em, múc. Ui anh ơi, anh đừng có bắt em rồi. Chết rồi, tôi xin lỗi. Mày chẳng biết cách ứng xử gì cả, tao thương mày quá. Tao là học sinh. Thôi, học sinh cá biệt tốt thì thôi, anh đi đi cho em nhờ, anh đau quá. Giữ sức khỏe nhá. Ôi, gần Tết rồi làm ăn khó khăn, tiền không biết kiếm cách nào. Đại ca. Sao mày? Cho em vay cái tiền em về quê, ba em ở nhà ốm nặng lắm mày. Thôi đi, cái bài này tao còn nạ gì nữa. Suốt mấy năm học, lần nào mày muốn nghỉ học mày cũng xin phép là bà ốm. Mày không còn cái bài gì khác à? Đại ca. Mày làm gì mà cứ loạn hết cả lên ấy? Thế có việc gì? Dạ không có việc gì, chỉ là em nhớ đại ca thôi. Tao mệt mỏi với chúng mày quá. Anh em mình đều là xã hội đen chứ không phải là đoàn kịch. Dạ hài nó mới vui chứ đại ca. Trời ơi,
chúng mày lại muốn đi ăn cái gì? Dạ, chỉ có anh là hiểu chúng em nhất. Có khi chiều nay tao phải đi xem bói mới được. Sao phải đi xem bói hả anh? Để xem kiếp trước chúng mày có phải là bố tao không. Anh ơi, vào ăn sáng anh ơi. Vào ra canh, vào xôi. Cho anh bách bún cá nha. Bún cá à? Phở bò anh nhá. Phở bò, ok, 5 phút nha anh nhá, chờ em tí. Thôi đi nhanh lên, chúng mày gần trưa rồi, tao đói lắm rồi. Thế bây giờ chúng mày thích ăn cái gì? Ăn phở đại ca ơi. Được. Anh à, anh ơi. Cái thằng nào chọc mắt em ấy, anh à. Mày, mắt mày ở đâu? Đúng. Cái lá cây này mày đi mày không biết tránh à? Ui, đúng thằng tồn tại. Trên đá cây này mày không bắt được, mày không bắt được thằng tồn tại. Thôi đi. Đi đại ca ơi, quán này phở này mới mở này, ngon lắm đại ca. Ngon thì vào thôi. Anh ơi, vào ăn sáng anh ơi. Vào ăn canh vào ăn này anh ơi. Đại ca, ngồi vào quán này, đại ca, ngồi bàn này đây. Mày tìm được cái view này cũng đẹp ấy nhỉ, hợp lý. Vâng, quán này lại ngon nữa đại ca. Dưới của em đâu? Mày biết đi sang bàn khác lấy ghế ngồi à? Không mày cứ đứng đấy cũng được. Ui giời, ghế quán này chán quá. Làm ăn chán quá. Thằng chẳng chú tức mày ở khác. Mày làm ăn cái gì không lên hồn. Ngồi dậy nhanh lên. Ghế đâu để anh ạ. Sáng gọi đồ ăn đi em. Đùa, ghế chán quá. Anh ơi, quán ơi. Này, mà sao tao thấy thằng chủ quán này quen thế nhỉ? Tao nhìn mặt nó quen lắm. Em cũng thấy thế. Nhưng mà gặp ở đâu rồi? À, kia là thằng Dưỡng phải không? Ngày xưa cùng cấp 3 là anh em mình sao? Lại là thằng Dưỡng à? Tưởng là trái đất tròn, nhưng hóa ra là tròn thật mày ạ. Lát nữa ăn xong, anh em mình như thế này nhá. Ok, phở bò tái của anh được rồi đây. Anh bắt nhìn hơi lâu ấy. Anh đây. Của anh đây. Ok, các anh chơi nhá. Bún đấy ngon quá. Chúng em xong chưa? Ba bọn em đợi mỗi mình đại ca đấy. Ăn lâu thế. Ui giời. Thế sở trò được chưa đại ca? Mày gọi nó ra đây đi. Chủ quán. Dạ, các anh cần gì ạ? À? Mày biết đất là ai lắm quyền bảo kê không? Dạ, em không biết ạ. Chú em muốn làm ăn yên ổn phải lột tiền cho anh nhá. Nếu mà không lột thì xác định bảo người nhà bắc giạt dần đi nhá. Thế tiền bảo kê là bao nhiêu ạ? 5 lít. 5 lít thì ít thế, nhiều. 5 triệu. 5 triệu nhớ chưa? Ui, sao nhiều thế? 5 triệu thì em lấy đâu ra tiền? Các anh bảo em bán bún này thì được bao nhiêu đâu mà đóng bảo kê 5 triệu thì em sống như nào được. Mày vẫn là nghĩ là nhiều à? Mày muốn ít chứ gì? Em đâu? Lắc cái gì mà lắc? Mày không hiểu à? Làm sao? Phá! Ôi thôi, các anh, thôi, dừng lại. Anh ơi, thư cho em ít bữa để em thu xếp thì anh ấy đừng phá quán em. Thôi, ê, hoãn! Thế bây giờ mày định tính thế nào? Thì anh thư thư cho em ít bữa để em thu xếp chứ bây giờ em chưa có. Thôi được rồi. Tao cho mày 5 hôm. 5 hôm sau anh em ta quay lại. Anh em mình. Về. Anh Dưỡng ơi, bán hàng thế nào nữa sao? Bán ghế lộn xộn thế. Điểm à, sao à? Anh bỏ đồ xuống đây anh sửa thôi, không sao đâu em. À sửa cái gì? Sao hôm nay em đi làm sớm đấy? Công ty hôm nay em có liên hoan, phải đi sớm chuẩn bị. Thế em đi cẩn thận nhá. Thế thôi, anh cứ dọn dẹp đi, đi nhá. Em đi đây, bye bye. Ui. Đùa chứ em xuất hiện như ma ấy, sao đến lúc bảo anh. Tạm bất ngờ chứ. Em ăn sáng chưa? Anh làm luôn em bắt bún cá nhá. Thôi em ăn rồi. Thôi công ty em đừng nghỉ, em đến để phụ quán anh nhá. À thế tối nay anh mời em trà sữa nhá.
Cái trà sữa. Em thích trà sữa. Ê, trà sữa rồi. Lãng mạn quá anh nhỉ. Làm ăn khá không em? Anh ơi, vào quán nước chứ anh. Mày ngu. Anh em mình đã thật làm ăn gì đâu. Vào ăn đã. Làm cho anh mấy bát bún đi. Quá rồi, có người yêu cơ à? Xinh đấy. Anh ơi, hôm nay lại ba ghế ở anh. Thế em ngồi đâu? Không có ghế thì ngồi lên bàn. Ô thầy, nào, mày có thể ngồi lên mặt tao thì được, nhưng không được ngồi lên mặt thằng này. Bọn này nó đến phá quán đấy, không sao đâu em, cứ để anh lo. Chủ quán đâu nhỉ? Sao các anh? Phở em ngon đấy. Thế bán được nhiều khách lắm nhỉ? Dạ em cũng bình thường anh ạ. Bình thường thì hôm nay thu xếp tiền bảo kê cho anh đi chưa? Anh thấy lâu quá ấy. Thì nói thật là em không có. Cái gì? Các anh thông cảm. Nói to rồi à? Anh chưa nghe rõ. Chưa có. Dạ chưa có anh ạ. Chúng mày đâu? Thảo ơi, em có sao không? Em không sao. Chúng mày nghịch tao thì được, nhưng mà chúng mày động vào người yêu tao ấy, tao khô máu chúng mày. Anh ơi, anh mới đi tu 7 năm về mà, anh đừng giết người. Đại ca ơi, thằng này nó đi tu tận 7 năm rồi đại ca. Thằng này đúng là máu giang hồ ấy, anh em mình bắt là sai người rồi em ạ. Chúng mày động vào người yêu tao thì được, chúng mày động vào quán ú của tao ấy. Tao khô mà chúng mày. Dạ, anh ạ. Tao đã rửa tay gác kiếm rồi, mà chúng mày bây giờ là ép tao. Đừng trách tao. Thôi anh ơi, bọn em còn trẻ người non dạ, bọn em chưa trải sự đời. Có gì thì anh bỏ qua cho bọn em. Em xin bồi thường, em xin để lại cái thằng em mà em ở đây nó rửa bát cho anh, thuê cho anh. Thôi, em chào anh, bọn em xin phép. Anh ơi, sao anh bỏ em lại anh ơi? Anh ơi, sao bỏ em lại? Em có sao không em? Không sao. Anh thấy em ngã một gáy vào ghế này mà. Không sao. Mà anh có đi tù đâu mà em lại bảo chúng nó anh đi tù 7 năm. Nói thế chúng nó mới sợ chứ. Ủa đúng rồi, may quá chúng nó đi rồi. Thế, cái gì đây? Cái này ạ, hôm qua anh ra quán tạp hóa anh mua hình xăm dán của trẻ em rồi. Anh dán người, anh biết chúng nó sẽ đến mà, nên anh dán lại dọa.